Này, hàng xóm ơi, trưa rồi mà không ăn trưa, còn cứ tập thể dục làm gì? Hả? Quen biết cái gì mà nói chuyện? Ồ, người ta xã giao lịch sự, người ta vẫn hỏi nhau làm gì mà nóng thế? Kệ tôi. Một phần người, chín phần đời ơi. Đòi nói chuyện, xã giao, lịch sự. Bình ngượng. Nghe tôi bảo này, Thảo ban cái gì? Tôi đang bận. cứ ra đây tôi bảo. Không. Ơ kìa, có việc hay gì ở đây? Mẹ tôi có gửi cho một ít pate đặc biệt của cô một nửa này. Tôi không ăn đâu. Sao lại ăn kiêng à? À, giờ ngất rồi đấy. Cái gì? Sao tôi phải ăn kiêng? Tôi dáng đẹp như thế này, vì gì tôi phải ăn kiêng? Chẳng qua tôi không thích ăn pate. Không thích ăn à? Không thích ăn thì tôi đưa đây tôi ăn cả càng Nhau. cò. Hả? Vớ vẩn. Tôi không ăn không nghĩa là ông đụng vào nhá. Đừng có mơ. Thà tôi cún ăn còn hơn. Về mách mẹ nhá, bảo đồ mẹ cho bảo cho cún nhá. Ôi, thơm thế này thì làm sao mà chịu được. Thôi, mới có một ngày thôi cố vậy. Rồi ôi, đói quá. Làm sao bây giờ? Thế này ôi giời ơi, ngồi nhẹ nhàng thôi gãy ghế thì sao? Này, cô mẹ chịu khó mà ăn rồi cho tôi nhờ nhé. Như đêm hôm qua là đêm tôi nằm mơ thì ác mộng đấy. Cái tạng người mình nó đã béo rồi thì có cố nhịn nó không gầy được đâu nhé. Đừng có cố quá rồi nó thành nhân là quá cố đấy. Này, ông lắm mồm đấy. Ăn uống là việc của tôi, ăn uống giờ nào là việc của tôi chứ. Nhưng Chó mà mồm à? nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần, đến trí tuệ, đến tài năng, đến khả năng sáng tạo của tôi. Nhìn cô lúc bình thường như thế này này, trông nó cũng đã kinh dị lắm rồi, thế mà lại còn nửa đêm ngồi trên giường ăn cơm nguội trông cứ như con ma. Ông không chịu được á, biến ra sân mà ngồi nhá. Rồi ôi, xấu hổ chết đi được. Kiểu này á, quyết tâm phải giảm cân mới được. Ủa ôi, thế á, bà có chắc không? Sao lại không? Bà không thấy tôi à? Có bao giờ tôi nặng được đến 45 cân đâu. Mỗi tội thức đêm cày phim thì mắt nó hơi quầng một tí thôi. Nhưng bà yên tâm, phẹt một đống kem xe khuyết điểm vào là ngon ấy mà. Khổ quá, nhưng mà tôi chẳng thích xem phim lắm đâu. Trời ơi, bà thích xem gì thì xem, miễn là thức đêm thôi. Bà cứ thức trắng ba đêm cho tôi, người có xanh như tẩu lá chuối không nào. Ủa, nhưng mà không phải nhịn ăn không? Trời ơi, bà cứ ăn thoải mái đi. Ôi dồi, phấn khởi quá. Không phải nhịn ăn à? Được 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 được. Để tôi về tôi thử xem nào nhá. Thế nhá. Ok. Ui dồi, không phải nhịn ăn đây. Này, cô mua xăng về làm gì đấy hả? Xăng đâu mà xăng, vớ vẩn. Cái gì đựng trong can đấy kia? Cà phê của tôi đấy. Hả?
quái lạ nhỉ. Vẫn buồn ngủ thế nhỉ. Biết mình chỉ uống một hớp cà phê là thức 3 ngày 3 đêm mới bày ra trò này để lừa mình đây. Ôi giời ơi, uống cả can cà phê mà lại cứ ngủ như chư bắt giới thế kia. Mà có khi cô ấy giảm béo kiểu này mình thành Tôn Ngộ Không. Kinh thật. Lại thức đến sáng thôi, khổ lắm luôn. Giờ đi tập đến lúc nào? Không biết hôm qua mình ngủ từ mấy giờ nhỉ? Chắc là gần sáng mới ngủ. Cứ cái đà này, thế nào mình cũng giảm được cân. Chỉ một tuần nữa là giảm được. Có mà 1 tỷ năm nữa mới giảm được cân nhá. Mắt ông. Cái gì? Ông bị điên à? Làm cái gì mắt thâm quầng cái kia? Lại còn sáng thì ra dậy sớm nữa. Nhìn tôi à? Ngắm tôi à? Tôi bị điên mà ngắm cô. Cô ngủ từ 12 giờ đêm hôm qua, ngáy như là heo rừng ấy. Nhá. Trời ơi, cà phê thì vứt lung tung. Tôi khát thì uống nhầm kìa. Hóa ra là anh uống à? Vâng, làm báo hại tôi thức nguyên đêm đây này. Nhìn mắt mũi này. Ồ, thế anh thức từ 12 giờ đến bây giờ á? Chứ còn gì nữa. Bà này, cô bỏ cái kiểu luyện tập ăn uống sinh hoạt linh tinh của cô ấy đi nhá. Cô mà cứ tập như thế thì còn lâu mới giảm được cân. Người ta tập là người ta phải ăn uống này, sinh hoạt này, mọi thứ nó phải điều độ. Nhưng nó phải có sách vở hẳn hoi. Đấy, cứ bạ đâu tập đấy, tập lung tung thế thì còn lâu mới thành được siêu mẫu nhá. Cho đáng đời. Tôi lần này có không giảm được cân á, tôi cũng hả dạ. Này, không phải đắc chí đâu. Lấy cái gương kiểm tra lại nhan sắc của mình đi. Tôi chết rồi. Mặt tôi. Mặt tôi làm rớt lên đi. Đấy, tác hại của uống cà phê đấy. Cô tưởng một mình tôi phải chịu à? Thôi, sáng rồi, đi ngủ đây nhé. Ôi.